hàng của chị mới ghê chú ơi. Hàng của chị nè. Chú ơi. Ai thèm. Nhìn như đi sâu hàng nè. Hàng của chị đây. Ôi ôi ôi. Hàng có ai thèm. Hàng có ai thèm. Ê cái bịch này đây nằm đây đâu rồi tự nhiên ra cho. Mọi người đâu rồi? Ủa ai ai cầm đi đâu? Đâu ai cầm đâu? Đâu ai cầm gì đâu? Từ từ dừng lại đi đợi coi chừng lát nữa cái mất một cái là mất một cái là đi gớt luôn á nha nó thằng á. Anh thằng dở. À. Ngô đó bà ơi. Ngô. Anh Thuận ghi kẹp mấy mấy cái này không? Giờ giờ cái máy không có ca mỗi đứa mà anh đi bằng chữ chữ tay với tay nha. Rồi đánh máy đi. Thôi đi không, anh đâu có máy anh không? Thì anh đánh châm bầu. Chứ anh ghi ba chữ châm bầu hả? Không có bị ba này chứ không? Mình lấy đâu ra bác sĩ này chứ anh đâu có máy đâu. Hay là mai mai mực? Mai mực. Trời ơi, mai mực bộ bằng dùng là gì? Ủa giờ không có mai rùa không? Là mai mực. Không phải bạn nắng. Bạn nắng là phải có cái đại quà đó thì mới là bạn nắng. Không có. Bạn nắng là có cái đại quà hả? Không phải đại hồn. Đại hoa hay đại hồn? Đồ đố cái này. Đại hoa. Đồ cái mũi gớm. Đó là gì? Đây là gì đây? Anh không nhận ra đó chứ đậu xanh cái gì? Đậu trắng. Đúng đi anh em. Đây là bỏ gì? Chắc chưa học tới nè. Cái này giống trong sân bữa rượu. Hả? Trong sân bữa rượu. Rồi, tiểu đúng không? Đúng nó, đúng nó. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng. Bạch quả. Biết ghê. Ý vậy, ý vậy. Chưa học. Ai nói em vậy tâm quyền chứ. Ô cái hũ ô vậy mới cầm lên nè. Chưa học mà mày cứu rồi. Nó biết rồi. Đố này bốn cục đủ bốn bàn chia nhau. Mày đem làm ăn đi. Rồi bà, bán bàn cho mày. Bỏ thêm cục vô nữa. Cho tiền. Rồi lấy. Rồi. Bỏ thuốc bổ á. Cái này hoa hòe. Hoa hòe giống lúa. Cái này mình cũng học cũng nhiều chứ bộ. Để hoàng, thay giống lo lội nhưng mà. Cái này mình quế. Để hoàng, sắn dây hơi bị dơ. Rồi sắn dây chắc chắn luôn. Sắn dây. Đúng rồi. Còn này là dài dài là cái gì mà lớn nói nè. Dài nhất hả? Chơi dê chó. Bỏ hả? Dài nhất là bắt bỏ. Keo dầu. À, hầu dầu, hầu dầu. Keo dầu nó giống hạt bỉ hơn. Ờ, nữ tâm nó keo dầu đó. Em bìm bìm, em bìm em nhìn nó giống như hạt gì á, hạt điều gì mà nấu này, đậu đỏ. Điều hả? Điều đâu giống đâu. Hạt gì mà nấu là đậu đỏ. Hạt điều. Đúng rồi, màu điêu. 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 Màu quay quay quay. Anh ấy đi thi mà gặp cái thứ đó vô tay anh là coi như đậu chắc. Không biết là ăn. Keo dầu, à đây keo dầu đây. À, keo dầu đúng rồi. Khác với đường bìm nhiều. Hạt dưa. Keo dầu còn tên nó là hạt dưa. Khác với keo dầu. Ê, khác với bìm bìm. Hạt nhiều luôn. Quay mà về có coi không? Chú cái gì có mất nắng sáng. Nó không được. Mai 9 giờ em xuống được rồi. Rồi 9 giờ. Sáng tập thể dục tới 7 giờ mới xuống mới ra 7 giờ rưỡi. Thì giờ tắm xuống tắm cái sáng rồi đi chợ bao đi lông này. Về chia. Tắm kỹ anh đi. Chính 8 rưỡi đi. Ta chắc mua cỡ này đi, chắc ăn đi mất công lỡ cái lớn cái nhỏ. Đi lông nó bán kỹ anh ơi. Anh phải mua nhắm chứ không này thì mấy máy chắc là chắc hơn mấy mực chẳng chắc miếng mình giữ mình xài xài má rồi có cần thấy bài vậy không anh không biết nói gì mà nói vậy nói chuyện là không cần cười nói chi đúng không nói chuyện chọc cười mà phải nói vậy thôi. Nếu phần của em chắc em lấy mỗi thứ hai miếng rồi. Thank you.
Rồi, kết thúc. Chú phải nói từng cái dụng cụ luôn, thu luôn đâu ai bữa. Chị đậu bên dược liệu đó bà. Nhìn cái này nhiều không? Đậu bên hàng kia rồi. Có chiếc không? Quay lâu lâu ấy chú ạ. À. Để một chỗ quay lâu lâu. Thank you.
Ừ. Sao? Sao nhé, mình mua bán.